Trân ơi, Trân ơi, Trân, mở cửa. Ê Trân, tao thấy cái dòng này hợp với tao nè, cho tao đi. Mày bỏ xuống. Mẹ tao mới gửi lên cho tao, nghe nói là có làm phép rồi, không có đem ra đùa giỡn được đâu nha. Cho thôi làm gì ghê vậy? Mình nhà có gì ăn không? Đói bụng quá à. Không. Mấy bữa nay xe hư còn không có tiền sửa nữa, lấy đâu ra mà hả mua đồ ăn cho mẹ ăn. Nghèo, xe hư, không có tiền sửa. Tao cũng đi ráp mà, tao cũng đâu có xe đâu. Nhưng mà mày khác, mày có nhà ở thành phố, còn tao phải ở nhà thuê bộ. Thôi mệt quá, nhà có gì ăn không nè, đói bụng quá, đi nấu mì đi. Nấu mì đi. Mẹ nói là không có cái gì ăn hết. Thì ăn mì. Nấu mì đi. Tôn trọng bạn bè xíu đi. Mẹ nói là không có mà. Rồi đi đâu rồi qua đây giờ này má? Đi đâu mà. Đi đâu? Đi đâu mà. Mày tắm chưa mà mày đi qua nhà tao vậy? Trước khi đi tao tắm rồi. Mày làm cái gì vậy? Nói ai? Mày... Không hả? Mày phải tắm rửa sạch sẽ rồi mày mới đi vô nhà được chứ. Tao mới thôi nằm xuống nằm với tao. Mày không nói là tao không đi đâu. Ấy da, con nhỏ này. Nó mời đi. Tao nấu mì cho ăn xong là đi tắm liền nha. Ok. Nấu mì. Con báo đời. Trí rồi tao thấy mày giống bà nội tao lắm rồi đó. Ê, uống gì ông tao đặt nè. Có qua có lại nha. Uống câu quá hả? Thì cho tao không biết gì. Chà giải lại. Xe lớn hay xe nhỏ? Xe lớn. Dạ con nghe mẹ. Dạ tối nay con ngủ nhà của Trân á. Mẹ ngủ trước nha. Dạ con biết rồi. Dạ con chào mẹ. Nè bà nội. Muỗng đũa đâu? Tự đi lấy. Hầu mày nữa hả? Mày không lấy tao không đi tắm. Riết thì giống bà nội tao lắm rồi đó. Mày mốt lên bàn thờ ngồi luôn đi rồi tao cúng cơm ngày ba bữa. Lên nó cũng sướng, có người hầu người hạ, tao đỡ phải đi làm cực thân. Nào tao lên nó tao kéo mày theo. Tao biết vì sao mày ế rồi, tại vì cái mỏ của mày nó cứ vậy. Rồi sao? Muốn đổ đâu? Cảm ơn nha. Chê, nó không hợp với mày nha. Không tin tao chụp hình cho mày coi. Không đẹp nha. Nhưng mà tao thấy nó hợp với tao á, cho tao đi. Bơ đi. Tao ra. Chờ thôi. Ê, Trân, Trân, shipper gọi, shipper gọi. Lấy nước giùm tao đi. Không lấy. Tao đang ăn. Không. Nhanh lên. Nhỏ này á, bực bội. Dạ anh em lấy nước. Dạ nước của chị đi ạ. Dạ em thích nhiêu vậy? Dạ của mình hết 100 ngàn. Dạ anh đợi em xíu em lấy tiền. Anh đợi xíu em nghe điện thoại cái nha. Dạ, em nghe anh hai. Dạ. Mày bị sao anh? Em tới bệnh viện liền. Dạ. Chị ơi, quên đưa tiền chị ơi. Anh ơi,
em giao hàng cho nó chở người đi. Em đưa anh thêm 200 ngàn để anh chở tới bệnh viện nha anh. Dạ em năn nỉ anh á. Chị lên xe đi chị. Dạ, cảm ơn anh. Nó mà hiểm chị, nó mà hiểm. Dạ, không cần anh đi giúp em. Hôm trước Hạnh nó có báo mộng cho em. Nó nói là người ta đang cản nó, không có cho nó về nhà. Mà em cũng nghe nói mấy người mà mất ngoài đường á là mình phải cứu để người ta được về nhà á anh. Anh nghĩ chết là hết rồi. Chắc tại vì em nhớ nó quá nên sinh ra mộng tưởng vậy thôi, chứ hồn vía gì. Anh là không có tin mấy cái chuyện tâm linh đó đâu. Mấy cái chuyện đó mê tín à, đừng quan tâm mấy chuyện đó. Dạ, vậy thôi em xin phép về trước. Ừ, em về cẩn thận nha. Ừ. Cô biết tốc độ bàn thờ không? Hai cái đứa đó chạy gấp 3 lần tốc độ bàn thờ. Chạy gần tới cái đít xe tải là nó thắng gấp. Cái bánh nó te xà cái bánh xe xuống dưới hả? Trúng vô cái đít xe tải xong rồi. Cái đầu con nhỏ, con gái te văng đập giường này nằm im tại chỗ. Còn cái thằng con trai xe cứu thương chở tới đi không biết sống chết làm sao. Dạ, vậy là bạn đó nằm ở đây hả chú? Xác nó. Đây nè. Còn dính miếng máu luôn. Đó. Ờ, dạ, con cảm ơn chú. Ủa, vậy cô là gì với lại... Dạ, con là bạn thân của nó.
Hôm trước lúc mà con Hạnh nó bị tai nạn thì điện thoại của em còn y nguyên trong túi của nó, cho nên cũng không có bị xây xát gì hết á. Anh nghĩ chắc cũng do số phận thôi. Mà suy đi nghĩ kỹ lại á, thì nhiều khi cũng là lỗi của anh. Nếu như tối hôm đó anh mà không gọi điện kêu nó gấp gáp vô bệnh viện á, thì nhiều khi không xảy ra chuyện như ngày hôm nay đâu. Anh, em nghĩ nó cũng phải là lỗi của anh. Anh đừng nghĩ vậy. Chuyện này xảy ra đâu có ai muốn. Alo. Alo. Ai vậy ạ? Alo,
Điện thoại của cô à? Dì ơi, cô ơi, đừng có hù tôi, cô ơi. Cô có trong đó không cô?
Chị ơi, quay đây. Cô ơi, cô. Từ nay được về nhà rồi nha mày. Không có còn ở ngoài đường nữa. Nam mô